Việt Bắc Chi Lăng mở rộng lần thứ nhất và chào mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Thay mặt ban tổ chức và những người làm chương trình, MC Kiều Trang xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, trong không khí tưng bừng nhộn nhịp phấn khởi của cả nước hướng về chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chào mừng kỷ niệm 597 năm chiến thắng Chi Lăng, hôm nay Võ đường Việt Bắc Lạng Sơn long trọng tổ chức chương trình liên hoan tổng kết võ thuật Việt Bắc Chi Lăng mở rộng lần thứ nhất và chào mừng Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 với mục đích tiếp tục phát triển phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường đoàn kết, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện võ thuật trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Chi Lăng nói chung và địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn, nhằm mục đích nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần phát triển con người một cách toàn diện, qua đó bảo tồn di sản văn hóa, võ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Đến dự với chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng được giới thiệu ông Nguyễn Đức Duyên, Tổ trưởng Tổ Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Chi Lăng. Xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chi Lăng. Xin trân trọng đường Việt Bắc tại Thái Nguyên, theo sư phụ Phạm Viết Phương, tâm sư học đạo và bộ môn lân sư rồng truyền thống. Đồng thời, chàng trai ấy cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo, chứng chỉ huấn luyện viên cấp quốc gia dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là võ sư cao cấp Phạm Ngọc Hải. Vào năm 2017, huấn luyện viên Triệu Tuấn Anh đã quyết định về huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi sinh ra và lớn lên, quyết định thành lập võ đường và đã huấn luyện, thu hút hàng trăm võ sinh theo luyện tập. Và từ đó đến giờ, khoảng thời gian là 7 năm, đã hình thành và phát triển phong trào ngày một lớn mạnh, có sức hút lớn đến các bạn học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên, đặc biệt là luôn có sự giúp đỡ, quan tâm và tạo điều kiện từ các cấp lãnh đạo địa phương, các bậc phụ huynh, các võ sinh và các võ đường trong và ngoài tỉnh ủng hộ tinh thần võ thuật. Và để tiếp nối chương trình, xin được mời ông Triệu Tuấn Anh, huấn luyện viên cao cấp Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, đại diện ban tổ chức chương trình sẽ lên khai mạc chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Võ cổ truyền Việt Bắc Chi Lăng, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam rất vinh dự được chào đón các quý vị đại biểu, võ sư, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các đơn vị cùng đông đảo các bậc phụ huynh đã về tham dự chương trình Liên hoan Võ thuật Việt Bắc Chi Lăng, huyện Chi Lăng mở rộng lần thứ nhất và chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình là một sân chơi lành mạnh, trong sáng và tinh thần thượng võ, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, quảng bá hình ảnh con người huyện Chi Lăng với các địa phương trong và ngoài tỉnh, đồng thời tạo thêm sức hút tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là võ thuật, trong môi trường học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu niên rèn luyện thể thao võ thuật mang tính nhân văn, tôn sư trọng đạo. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, các cấp, các quý vị đại biểu, các võ sư, các vị lãnh đạo liên đoàn, các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện quan tâm ủng hộ chương trình, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện võ thuật trong thanh thiếu nhi đồng trên địa bàn huyện Chi Lăng nói riêng và toàn tỉnh các câu lạc bộ trong tỉnh nói chung. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc chương trình thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ võ cổ truyền Cung Thiếu Nhi tỉnh Lạng Sơn, câu lạc bộ võ cổ truyền Lê Lợi, câu lạc bộ võ cổ truyền Xi Măng Đồng Bành, câu lạc bộ võ cổ truyền Nhà Thi đấu tỉnh Lạng Sơn, câu lạc bộ võ cổ truyền xã Chi Lăng, câu lạc bộ võ cổ truyền huyện Tràng Định, câu lạc bộ võ cổ truyền thị trấn Chi Lăng và câu lạc bộ võ cổ truyền Văn Quan.
kính mời võ sư Phạm Viết Phương sẽ lên sân khấu cùng ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời võ sư. Tiếp theo chương trình, xin được kính mời các đoàn ngày hôm nay và xin được mời đại diện ban tổ chức sẽ lên đón nhận tình cảm từ các đơn vị. Võ thuật cổ truyền Việt Nam sẽ lên phát biểu chúc mừng chương trình. Alo. Xin kính thưa quý vị lãnh đạo của các cơ quan đoàn thể, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các quý thầy cùng toàn thể các em huấn luyện viên và các em võ sinh. Tôi rất vui mừng là hôm nay được nhận lời mời của thầy trưởng môn võ đường Việt Bắc là thầy Phạm Viết Phương và huấn luyện viên cao cấp Triệu Tuấn Anh về đây dự cái lễ liên hoan tổng kết hoạt động hè của võ thuật ở trên địa bàn huyện Chi Lăng. Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị lãnh đạo của các cơ quan đoàn thể cùng các quý vị đại biểu và các quý thầy cùng toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh. Một lời chúc sức khỏe chân thành và hạnh phúc. Và cũng tôi có đôi lời muốn nói về chuyên môn của võ thuật nhằm bảo tồn, duy trì và phát triển tài sản vô giá của ông cha ta để lại hàng bao, truyền qua bao đời, bao thế hệ và đến ngày hôm nay được sự dẫn dắt của các quý thầy và các em huấn luyện viên với sự tạo điều kiện của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương đã nhằm tạo một cái sân chơi bổ ích lành mạnh cho các thế hệ trẻ tương lai của đất nước sau này. Và cũng rất mong các quý thầy và các em huấn luyện viên nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa, phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và làm đúng chuẩn những cái gì thuộc quy định của Liên đoàn Võ thuật Quốc gia. Cuối cùng tôi xin chúc liên hoan thành công tốt đẹp, chúc quý vị đại biểu, chúc toàn thể các quý thầy, các bậc phụ huynh và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc. Xin được cảm ơn võ sư cao cấp Phạm Ngọc Hải đã có những lời phát biểu gửi đến chúng. Xin trân trọng cảm ơn. Và để tiếp nối chương trình, xin trân trọng kính mời ông Mè Tiến Anh, trưởng phòng kinh doanh công ty Gia Gút chi nhánh Lạng Sơn sẽ lên sân khấu trao 10 suất quà tặng của công ty sữa cho các vận động viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đến từ thị trấn Chi Lăng, vận động viên Tô Thị Lệ Anh đến từ trường tiểu học Lê Lợi, vận động đến từ nhà máy xi măng Đồng Bành, vận động viên Đàm Quang Minh đến từ võ cổ truyền huyện Tràng Định và vận động viên Hứa Mạnh Tùng đến từ võ cổ truyền cung thiếu nhi Lạng Sơn. Trân trọng kính mời lên sân khấu võ sư thầy giáo Phạm Viết Phương có món quà nhỏ dành tặng cho ông Triệu Tuấn Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ võ đường Việt Bắc Chi Lăng. Xin trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn tình cảm chân quý của thầy giáo Phạm Viết Phương dành cho câu lạc bộ võ cổ truyền Việt Bắc Chi Lăng. Một lần nữa xin được kính chúc thầy giáo ngày càng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu chương trình giao lưu võ thuật các câu lạc bộ, xin được mời câu lạc bộ võ cổ truyền cung thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn. Xin mời các bạn võ dinh hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng tiết mục giao lưu võ cổ truyền đầu tiên của chương trình. Sau tiết mục này sẽ đến câu lạc bộ võ cổ truyền Lê Lợi. Còn ai nhỉ? Để kia kìa.